Xâm Hoàng Nhiệt Độ Điện xin chào các bác. Em lên sóng tiếp tục một con máy điều hòa Corona 2 chiều nóng lạnh. Cái con này thì mọi năm rất là hiếm, nhưng năm nay thì rất may mắn em nhập được khá là nhiều. Hiện tại thì vẫn còn mấy con. Đây là dòng máy Corona 2 chiều. Corona 2 chiều nóng lạnh có cổng ion. Cổng ion thôi nhé. Cổng ion này tác dụng là diệt khuẩn. Con này công suất 8.000 BTU, dùng cho phòng khoảng 12 đến 15 mét vuông được. Máy có 4 chức năng: làm lạnh, hút ẩm, sưởi ấm, quạt gió. Vào mùa nồm các bác hút ẩm thoải mái, mùa đông lạnh thì sưởi ấm. Ở cái dòng Corona này thì các bác lưu ý là nó không làm hệ thống quạt tự tưới tiêu nước nhé, mà vì dàn nó rất là to cho nên nó không tiêu được nước đâu. Mình phải làm ống thoát cho nó, dưới gầm này nó có một cái lỗ, mình cắm ống vào để cho thoát ra ngoài cửa sổ bên ngoài. Cách dùng thì các bác đặt lên cửa sổ thôi, đặt lên cửa sổ quay lưng ra ngoài này, cái khe này nó thổi hơi nóng ra ngoài nhé. Đấy, đây cái khe của dàn nóng, đây dàn nóng, khe này thổi hơi nóng ra ngoài. Đấy. Hai chiều nóng lạnh mùa đông dùng rất là tiện, bốn chức năng luôn. Nhiệt độ cửa gió đây nó trung bình khoảng 17 độ C, 17 hơn 17 độ C. Ở cái nhiệt độ thời tiết khoảng ngoài trời 35-40 độ C, máy kéo xuống rất là tốt, độ lạnh sâu. Con em để số 71. Máy đợt này giá tốt hơn. Mọi năm tầm này giá rất là cao, nhưng mà năm nay thì giá rất là hợp lý. Em bán 4.2 triệu nhé, giảm đi 300 so với đợt vừa rồi. Đấy, cũng mong là nhanh thu hồi vốn. Đấy, các bạn nào lấy thì các bạn liên hệ. Giá 4.2 triệu chưa phí vận chuyển, chưa có đổi mới, đi kèm một chiếc điều khiển đa năng. Ship hàng toàn quốc, các bạn xa thì các bạn mua thì các bạn đặt cọc trước 500, phí vận chuyển người mua trả. Chào các bạn.